Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ba đứa, anh mang cả máy quét nữa mà. Hai team em ạ. Một đứa đang định trên nhà với mình này. Em nhảy xuống lấy súng trước đi. Đấy. Nó định tranh nhà với mình đấy. Ui. Tranh nhà với mình này. Thằng này hay. Xanh mộ nha em. Ở phía trên em ạ. Anh kiếm súng cứ đã. Anh ơi có súng. Cứ về đây. Đi em đi. Anh đang chơi tiểu liên không cần đạn súng trời đâu. Trên này có người em ơi, trên này có người, anh lên giết luôn mà. Cần súng em. Đang lên giết người mà nên là phải lên luôn. Tại chúng nó bắn nhau đang yếu ấy. Mình qua mình giết chúng nó. Ok nó bột này. Ôi em ơi, bên cạnh đấy. Ôi em ơi, ok, đây. Anh cứu. Loot xác cho nó nào nha em. Ok, Kẹo đã có thêm một khẩu súng đó là AN94. Em có 303 cho em ơi. Rồi. Ok. Thế có thừa máu thì bảo anh nhá, anh có 4 túi máu này. Để máu không em? Đang thiếu. Đây. Đây em ơi, trong cống có 2 túi máu này. Đây em ơi. Để máu bơm máu này em ơi. Phanh. Ui, ở đây nó là một cái bản đồ kho báu các bạn ơi. Có mỗi bụi cây. Đi thôi em. Top 1 trận này đi anh ơi. Ok. Anh sẽ cố top 1 nha các bạn. Chỗ nào em ơi? Nhà chữ L đấy. Nhà chữ L. Để xuống em. Đây rồi, tầng 2 em ạ, ngay trên tầng 2 đấy. Đang ngồi canh ở góc nhà. Ui, nó chết cho em. Ui. Bạn nó này. Ui, bạn nó này em ơi. Ui. Dựng tờ băng cơ à? Hay lắm em ơi. Dựng tờ băng mà hở chân thế thì bạn xác định với mình rồi. Có máu đấy em. Để máu đi em. Thế là xong rồi em ơi. Ui. Em biết bố thằng. Hình như nó nghèo, nó không có xác em ơi. Anh để ý là ở hông căn nhà ấy. Bỏ vào trong nhà. Ok. Ô có xe này, có xe. Đâu em. Chắc nó chạy xa rồi nên anh không thấy. 15 á. Okay. Đẩy qua hướng 15 nào các bạn ơi. Anh nghe tiếng lựu nổ ấy. Đâu vậy em? Đâu em, không thấy. Trên chói không? Ok đi. 30 nữa. Tại em nói hơi nhỏ anh không nghe được. Đây nghe rồi. Ở chói á, ok. Em có lựu không? Chị câu lên. Không. Lên luôn rồi câu. Ôi em ơi. Ta còn người nữa mà. Đây rồi nha bạn. Ui. Đây rồi nha bạn. Úi dồi ôi. Đây rồi nha bạn. Ok nóc nha. Xanh mộ đi em ơi. Ok, thằng em đấy. Đây. Anh lên loot xác rồi đã. Như vậy là Kẹo đã có thêm được rất nhiều đạn súng tiểu liên cũng như là máu nữa anh em ạ. Ngoài ra thì mình lại có cả khẩu súng đó là MP40, ngon. Có máu chưa, có máu này. Đây anh có 11 cái máu rồi em ơi. Dạ, nhiều ấy. Có lấy thêm một khoang anh vứt cho. Này. Có. 4 túi em. Cầm lấy đi em. Xuống dưới mình lấy xe thằng này mình chạy luôn. Có xe chạy rồi các bạn ơi. Anh cày mìn ấy. Sao em? Đây đây, phanh lên xanh chở này. Ui. Đứng im. Gì vậy? Ui. Muộn rồi nha. Cháu nào mượn điện thoại của bố mẹ thì trả điện thoại cho bố mẹ đi nhá. Đừng comment bậy bạ kinh chú. Là Clay nó block hết nha cháu ơi. Wow, ngày này không thấy một ai cả các bạn ơi. Nó lại vắng quá cơ. Mình sẽ chạy lên trên này coi nào. Ui, top 1 nha anh. Ok, Kẹo sẽ cố top 1 nha các bạn. Lên trên nào. À, đúng rồi, các bạn đang xem live thì nhớ là follow để ủng hộ cho Kẹo nhá. Kẹo xin cảm ơn 1136 bạn đang xem live nha. Một thứ nhỏ máy sai mời đây. Mình sẽ chạy theo phía này. Đó, chạy theo lối này luôn các bạn ơi. Có một cái nâng giáp này. Em có ra mấy rồi Phương Anh ơi? 3. Giáp 3. Thế anh cho cái giáp 4,5 này. Này em ơi, có một cái giáp chống nổ này. Để em. Quên giáp à? Anh quên. Đi em. Ui, đây chúng ta sẽ chạy theo phía này nha các bạn ơi. Ngay một cái thính ở đây. Ui, có một cái nâng giáp nữa này. Ui, mày để anh ăn cho. Anh ăn lên giáp 4 luôn. Tại đang giáp 3 mà. Đâu em, người đâu? Đang gần lắm em ơi. Ngắt trên đồi đấy. Cái này là thính gì vậy? Ngoài 49 à? Đây em ơi, chờ anh xíu. Lên chặn đầu nó luôn em ơi. Chặn đầu nó, mình xới nó luôn. Hai đứa phía sau. Chặn đầu xe chúng nó đấy. Vào lại em ơi. Xe bọn này nó cùi lắm. Đúng rồi, chạy lên quẹo đầu chúng nó. Kìa chúng nó này. Đâm cho nó, không cho chúng nó chạy em ơi. Anh xuống anh sấy cho. Này. Ui. Này. Ok. Xanh một đứa rồi em ơi. Một đứa ngay sau này nữa. Ui giời ơi. Spad à. Ok. Thế ra xong, như vậy là Kẹo đã có được mạng thứ 6 rồi nha em ơi. Mình sẽ phải lấy thêm đại tử liên thôi các bạn ơi. Đại tử liên hiện tại mình còn ít quá. Có giảm thanh đấy em, cho bị giảm thanh luôn cũng được. Phanh ơi, lên xe anh chở này. Em ơi. Ui. Anh với em cái gì? Đi mục. Thì chở anh với em có gì nữa. Không đúng à? Đây, ok, và trong cái vật đó này còn lại đó là 19 người chơi nữa các bạn ơi. Wow, để coi. Có một cái nâng giáp này. Để anh ăn lên giáp 4,5 cho. Ủa, em ăn cũng được. Giáp của em nát à? Không nghe được hả em? Nghe được. Thế đang ra mấy giờ em? 4. Anh nhớ là giáp em full rồi mà. Bây giờ em mới lên giáp trắng. Giáp trắng á, ok. Anh tải lên từ lúc nãy. Uầy, hello các bạn nha. Cảm ơn 1156 bạn đang xem live nhá. Em ơi, phía sau thì phải. Phía sau nha em. Uầy, đừng vòng lại. Ui, nó đứng trên kia mà, vòng lại làm gì. Ok, nó 1 em ơi. Em bắn nó 1 rồi em ơi. Cứu nhau à? Lại nốc rồi nhé. Cứu nhau à? Chúng mày cứu nhau à? Chúng nó cứu nhau liên tục em ạ. Em có mỗi một quả bóng keo. Không được. Chắc là kệ cho nó vậy. Chạy qua cho nó bắn cho đấy. Kìa, cẩn thận cho nó bắn cho. Em có mấy bóng keo. Phương Anh ơi. Chạy lại gần hơn nữa nào các bạn ơi. Đơn giản là bởi vì kéo hết bom keo rồi các bạn ạ. Có mỗi một quả bom keo. Phải nhớ, cẩn thận em ơi, cẩn thận em ơi. Cẩn thận em ơi, cẩn thận em ơi, cẩn thận em ơi. Ui, làm gì mà căng. Anh hết đạn tiểu liên rồi mà. Cái đạn tiểu liên sao chơi. Ui, chết cả hai luôn. Gắt thế. Gắt chứ. Ừ, đều anh gắt nhỉ. Sao em? Thiếu gì em vứt cho. Ừ, sao em? Thiếu gì em vứt cho này. Có thiếu gì thì vứt đồ cho, anh nhiều đồ lắm. Ui. Nổ, cảm giác là bom nổ rơi vào tận trong nhà anh em ạ, nhưng mà mình không đai. Ui. Có đạn súng trường không? Đạn súng trường anh nhiều lắm. Anh có đạn tiểu liên không? Đạn tiểu liên anh không có, anh phải chơi tạm P90 này. Đây vào trong UVDM. Trong UAV, à, một đứa ở mãi xa các bạn ơi. Ok ok. Đổi qua tiểu liên MP40 luôn nhỉ. Đây anh cho đại tiểu liên này em ơi. Một băng này, lấy một băng đi. Ở ngay phía trước mình có người đấy. Cái hướng 345 thì phải. Lúc nãy anh thấy hai đứa hướng 330 ấy, cả nhà ấy. Mình chạy tránh được nó ra. Ok anh em ơi, và bây giờ chỉ còn lại có 10 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này. Chúng ta lại sắp đến với cái cuộc hành trình top 1 rồi các bạn ơi. Ui. Em chạy qua chỗ thỉnh hướng 345 đi. Anh nghĩ là có người đấy. Một phút nữa thì vòng bo điện sẽ thu lại các bạn ơi. Người đâu cả rồi. Wow. Người đang xem phía dưới có đứa nào chạy bo hay không. Kia rồi mày. 330. Ok ok. Ok mày. Chết cả thằng bạn nó này, thằng bạn nó này. Ô thằng bạn nó này. Xanh mộ trên mày. Ui, xanh mộ trên mày. Ok nó một nha. Xanh mộ luôn, lên bảng điểm số luôn. Sau tàu băng có một đứa nha em. Một đứa ở sau tàu băng các bạn ạ. Ok ok đây, kéo chạy qua luôn này. Xem là thằng này mày chơi của gì này. Úi giời ơi. Ấy gắt thế. Thằng này nó còn có đạn tiểu liên em ạ. Mấy thằng kia không có. Wow. Có thêm đạn tiểu liên để chơi rồi các bạn ơi. Ok ok đây. Anh qua anh lút xác nốt của thằng này đã. Đó. Lút xác nốt của thằng này cái đã anh em ơi. Sau đó chúng ta hãy chạy bo sau. Lấy chảo che mông này. Ok thêm đạn tiểu liên. Phơi nhơi chạy đi em ơi, bo thu rồi kìa. Chạy xuống thung lũng nhà em. Bo này là bắt đầu thu căng rồi đấy. Hello mọi người, ok ok đây. Đang mải mê chơi game anh em ạ, đây là không trả lời comment của anh em. Ui. Tôi từng nghe thấy tiếng liệu sắp nổ ở đâu anh em ạ. Ơ. Hai đứa đang chạy bo xuống em ơi. Đây đây anh đây. Để con luôn. Mày mày, một đứa nằm rồi à? Nữa hả? Ui, giết cả hai luôn, gắt thế. Còn lại hai team nữa mày. Anh chắc bị đóng 3 luôn. Xấy cho nó tăng sát thương đấy. Đêm ơi, còn 4 đứa thôi, không cần phải rút đồ nhiều đâu. Trên Google Rosa kìa. Trên Google Rosa. Ờ cũng được. Thật ra thì không cần đâu, có vài đứa thôi mà. Chạy đây cho nó lại bắn cho. Đây thế lút nhanh. Nhưng mà anh thấy Rosa chơi cũng hay mà. Xem không chơi. Bây giờ có một khẩu nữa mà em. Đấy đấy, hố ra đấy. Bo này thu tại khu đất trống anh em ạ. Chắc là chúng nó đang ở trên đồi rồi. Từ từ anh em ạ. Trên đồi cái chỗ mà mấy căn lều ấy. Rất là nghi anh em ạ. Chắc là chỉ có vậy thôi. Bo thu tại đây cho nó không ở trên lều thì ở đâu. Chưa tính người anh em ơi. Wow. Đâu cả rồi. Ui kia em ơi. Cái nấm, cái nấm. Ui anh tưởng người. Anh tìm coi 4 thằng nữa. Bụi cây à? Ui. Ok xong một đứa. Giả làm bụi cây thử lòng Sỹ Kẹo và cái kết anh em ơi. Wow em ơi. Bên này có một đứa này. Bên này có một đứa này em ơi. Ui. Bên này có một đứa này em ơi. Ok nốc rồi nha. Lên bảng điểm số luôn nhé. Ui thằng bạn nó này. Này hay lắm em ạ. Anh có 5 quả liệu chú xanh một anh rồi. Nó chết rồi mà. Thế còn một đứa ở chỗ nào nữa cơ. Một đứa nữa mới xong nữa mà. Ui. Bên cạnh chỗ này này. Sau trụ điện à? Ở đâu vậy? Chỗ nào vậy em ơi? Ui Phương Anh. Ui Phương Anh ơi, nó đâu? Trên. Đây à? Đây à? Ok như giống. Yes. Đây ra ngoài đứng với em này. Làm số nhá. Top 1 rồi nha em ơi. Ui. Ok. Như vậy là trong trận đấu này thì Kẹo đã được top 1 rồi nha các bạn với 10 kill. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.